Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Nai đã tổ chức khai mạc hội thi cán bộ giảng dạy chính trị giỏi năm 2023. Có 10 thí sinh là phó bí thư cấp ủy cơ sở, cán bộ phụ trách hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh tham gia. Các thí sinh tham gia dự thi 3 phần, gồm soạn bài giảng, thi trắc nghiệm kiến thức và thực hành bài giảng trên giấy hoặc bài giảng điện tử kết hợp với xử lý tình huống, sư phạm trong quá trình giảng bài. Thông qua hội thi nhằm đánh giá đúng thực chất trình độ năng lực của đội ngũ cán bộ chính trị và chất lượng giảng dạy chính trị để có kế hoạch nâng cao trình độ năng lực cho các cán bộ chính trị, giáo viên chính trị ở các cấp.